Dạ, em xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của nhà vườn Thiên Minh. Thì hôm nay cũng quay trở lại với cây nho. Thì em xin giới thiệu với anh chị một cây cái trái nho không có quá là xa lạ với mình nữa, đó là nho kẹo thơm 126. Đây là cái tên gọi anh chị mình hay gọi thôi. Đúng tên của giống là giống NH01-26. Giống này của giống mới của Ninh Thuận lai tạo ra là kháng bệnh rất là tốt. Đặc biệt là không cần dùng thuốc dẫn ổn, không cần dùng thuốc phun thuốc hóa học dẫn ổn. Mùa này thì ổn, còn mùa mưa thì em nghĩ chắc cũng hơi đuối xíu, nhưng mà nó vẫn ổn, có thể bị nấm thôi, còn mùa nắng này thì rất là ok luôn. Đây trái đây, em không có dùng thuốc mà trái vẫn đẹp, không có bị gì hết đó. Trái đẹp không bị nứt trái nha, đặc biệt giống này không nứt trái. Nho đỏ là nứt quá chừng luôn. Nho đỏ bên kia, đang em quay qua nho đỏ luôn. Nho đỏ nó trái rất là nhiều. Đấy, em trồng một chung một vàng luôn, đã thử không phun thuốc hai giống thử xem thế nào. Đây trái rất là đẹp nha. Trái chín màu đen. Này nó còn đang lên màu đen nữa. Đó, trái này chín lên màu đen, cỡ này là bắt đầu ngọt rồi nè, nhưng mà nó chưa. Nó phải lên đậm nữa hơn chút nữa. Đây cho thử một trái cho. Em phải thử một trái nữa. Ngọt thơm, thơm mùi lạ lạ miệng này, thơm hơn nho đỏ nhiều nha. Chứ anh chị mình trồng nho mà nho sạch không có phun thuốc thì này trồng ok nha. Giống này rất là tốt. Đây trái đây, trồng thì nó không có to lắm nhưng mà ngon. Đây này, đây này, con này đang chín nè, chưa nó thêm điều. Nói chung là nho nếu mình không có sử dụng thuốc thì nó không có điều nha, chín tự nhiên hay chín từ 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 từ, đợi trái này chín, trái kia chín sau. Hay chín trước chứ sao mình đợi luôn cũng được, không sao. Này đây quá đó, chung giá này nó không có nhiều trái, chùm nó không có to như là móng tay, ngón tay 1 năm 2 được, ngón tay đỏ 1 năm 2 được. Này chùm thì nó cũng vừa phải, trái nó cũng cỡ cỡ với lại nho đỏ Ninh Thuận nhỏ hơn xíu. Nếu mình dùng thuốc thì có thể to hơn, em nghĩ là to hơn, nhưng mà đây không có dùng thuốc, hôm nào cho thử dùng thuốc đó. Trái chín màu đẹp đen nè, trái màu đen nè, cỡ này là ngon nè, trái cỡ này là ngon nè, cỡ này là bảo đảm ngọt thơm. Còn mấy cái đỏ đỏ này thì chưa, đỏ đỏ này vẫn còn vị chua nhẹ nha. Đó, mấy cái đỏ 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 vẫn còn vị chua nhẹ nha. Còn mấy cái chín này là đen nè, ngọt nè, thơm nè. Đó, cái này em chỉ cắt cành để ghép thôi, nó ra trái gì rồi. Cái này hôm nào sẽ làm một cái vàng hoàn chỉnh luôn. Là trồng để cắt cành hoàn chỉnh luôn để cho coi chùm nó thế nào. Thì có gì em sẽ quay lại cho anh chị mình tham khảo. Nói chung giống này thì rất là tốt. Trồng cũng khá là khỏe, lá cũng không có bị nấm gì nhiều. Lá cũng đẹp, ngọn phát triển cũng tốt. Nói chung giống này anh chị nào trồng sân thượng hay là trồng sân vườn gì đó thích hợp trồng, không có phun thuốc thì mình anh chị mình ngại phun thuốc thì chọn giống này nó tốt hơn. Còn ngón tay thì đặc biệt là phải phun thuốc rồi, nếu không phun thuốc thì trái nó không có ngon, mình cũng không ăn trái được đâu. Nó mùa này thì có thể nứt khoảng 50%, còn nó hư trái. Còn mùa mưa thì hầu như là thua rồi. Chung nho thì anh chị cũng biết là nếu anh chị nào có trồng nho thì chắc chắn là biết là sẽ cần phun thuốc. Còn giống này thì đặc biệt không cần phun thuốc, vẫn ổn. Đó. Rồi cây giống thì anh chị cứ liên hệ với em nha. Em xin cảm ơn tất cả các anh chị đã đăng ký theo dõi kênh cũng như là chia sẻ video giúp em. Cũng bên em thì cây giống thì có đầy đủ nho ngón tay đỏ 152, nho kẹo thơm, nho đỏ, nho đỏ đợt này cũng có luôn, nhưng mà nho đỏ thì có nhiều anh chị cũng thích cũng hỏi nên em cũng làm lại thôi, chứ nho đỏ em cũng không có làm nhiều. Đợt này làm chủ yếu là nho kẹo này, kẹo thơm 126 với lại giống kiêu hô thì cũng trái cũng to hơn 126. Rồi này cũng loại nó cũng dễ trái. Thì để hôm nào có ra cái chùm ngon ngon em sẽ review luôn cái phần của kiêu hô. Đây, đó. Rồi, xin chào tất cả các anh chị nha. Em xin chào, xin hẹn gặp lại anh chị ở video sau. Rồi, hôm nay quay sơ sơ thôi, đây bận lúc này bận quá con không có thời gian nên em không có quay nhiều đó. Rồi xin cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm theo dõi những chia sẻ. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ thêm về kinh nghiệm về cây nho. Rồi xin chào tất cả các anh chị.